ô tô chạy vào làn xe máy, cảnh sát giao thông thấy vi phạm nhưng không phạt được. Ngày 17 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an để đề nghị xử lý nghiêm tình trạng ô tô chạy vào làn xe hai bánh trên đoạn đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây HLD, đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải TP cũng kiến nghị Cục Cảnh sát Giao thông nghiên cứu phương án bàn giao thẩm quyền tuần tra xử lý vi phạm từ Cục Cảnh sát Giao thông về cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tuyến đường dẫn HLD đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Võ Chí Công, để địa phương chủ động trong công tác xử lý vi phạm. Được biết trước đây, nhằm ngăn chặn tình trạng ô tô, xe khách chạy vào làn xe máy trên đường dẫn cao tốc HLD, nhất là đoạn từ nút giao cầu vượt Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú, quận 2, Sở Giao thông Vận tải TP đã lắp giải bê tông, trụ nhựa phân cách chặn ngay đầu vào làn xe hai bánh. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn người đi xe máy lao vào giải bê tông tử vong, cơ quan quản lý đã cho tháo dỡ giải bê tông, trụ nhựa ngăn chặn và lắp camera giám sát phương tiện vi phạm. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng ô tô, đặc biệt là các loại xe chở khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long Khánh Đồng Nai, đi vào phần đường dành riêng cho xe hai bánh trên đoạn đường nói trên diễn ra thường xuyên, nhưng chưa được lực lượng cảnh sát giao thông xử lý triệt để, gây mất an toàn và ùn tắc giao thông. Nhiều khi đang làm nhiệm vụ ở nút giao An Phú, phát hiện ô tô, xe khách vi phạm trên đường dẫn cao tốc chạy xuống, cụ thể là tài xế chạy vào làn xe máy, nhưng chúng tôi cũng không thể xử lý vì không thuộc thẩm quyền. Một cảnh sát giao thông đội cát lái, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tuần tra, kiểm soát tuyến đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2 chia sẻ. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù trước đó Sở Giao thông Vận tải đã có hai văn bản kiến nghị Cục Cảnh sát Giao thông quyết liệt xử lý ô tô, xe khách chạy vào làn xe máy trên đường dẫn cao tốc HLD, nhưng tình trạng này vẫn không giảm. Đăng Lê, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.